Dù ảnh hưởng không nhỏ bởi hai đợt bùng phát dịch COVID-19 trong năm, nhưng các doanh nghiệp sản xuất tại Đà Nẵng đã chủ động kết nối đơn hàng từ các tỉnh thành trong khu vực và đảm bảo năng lực sản xuất, cung cấp hàng hóa trong dịp cuối năm. Đa số các doanh nghiệp đều đã bắt đầu tăng ca sản xuất để kịp thời cung ứng cho thị trường những sản phẩm tốt nhất. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, các công nhân tại doanh nghiệp sản xuất bao bì này đã phải tăng ca để kịp đáp ứng đơn hàng cho khách. Các doanh nghiệp khác thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất. Các doanh nghiệp đều đã lên phương án hỗ trợ để động viên người lao động sản xuất trong dịp này. Những tăng ca thường thường là có hỗ trợ cơm tối, hỗ trợ thêm sữa, rồi tất cả mọi thứ. Và cũng có cái thời gian nghỉ, giải lao, để tăng ca để cho anh em có một sức khỏe. Công việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Cuối năm hàng Tết thì tăng lên á, thì theo yêu cầu giao hàng của khách á, thì mình vẫn phải đảm bảo cái tiến độ giao hàng á, thì vẫn cho sắp xếp cho anh em tăng ca. Dù ảnh hưởng bởi COVID-19 và các đơn hàng với nước ngoài bị hạn chế, tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất tại thành phố Đà Nẵng đã linh động tiếp cận thị trường trong nước. Như vậy, dù tốc độ tăng trưởng của thị trường Đà Nẵng vào dịp cuối năm không bằng như mọi năm, nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn đảm bảo đơn hàng sản xuất. Nhờ có sự tăng trưởng mạnh trong dịp cuối năm, nên doanh thu năm 2020 của các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp công nghệ cao Đà Nẵng vẫn đạt 90% so với năm 2019. Các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao đã bắt đầu là đẩy mạnh sản xuất, tăng ca làm việc, nâng công suất máy móc và chuẩn bị đầy đủ các nguồn nguyên vật liệu, các nguồn lực khác để phát huy tối đa cái khả năng sản xuất để kịp thời cung ứng ra thị trường các sản phẩm hàng hóa. Ngay trong thời gian buộc phải ngừng sản xuất bởi COVID-19, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tập trung vào công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nghiên cứu sản phẩm mới và tiếp cận các thị trường mới trong nước. Nhờ đó, ngay sau khi khống chế được dịch, các doanh nghiệp đều nhanh chóng trở lại sản xuất để kịp cung ứng cho thị trường cuối năm và mở ra một hy vọng phát triển mạnh mẽ trong năm 2021.